Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi Audio Sài Gòn bên có hai cặp loa karaoke đến từ hãng Đam. Dòng này nói chung là thị trường còn đang bán mới luôn nha quý vị. Bi bao hàng chính hãng, bao riêng cho quý vị. Model của cái hai cặp Đam này là DDS670EX nha quý vị. Lưới của nó là lưới sắt. Nói chung là loa còn rất là ok, rất là đẹp. Một loa bass 25 và hai loa chép. Đi tháo một cái lưới cho quý vị xem nè. Lưới của nó là lưới sắt. Đây. Quý vị nào karaoke thì cái cặp này vừa tiền mà công suất nói chung là chất âm là được đánh giá khá là tuyệt quý vị ạ. Công suất dao động từ công suất dao động là 450W, công suất tối đa quý vị trên một thùng loa như vậy. Trở kháng của nó là 8 ohm. Và cái dòng này nó có trang bị mạch bảo vệ và protect để cho quý vị khi mà chúng ta ca, nói chung là gặp lỗi hay là quá lớn thì nó sẽ bảo vệ được cái loa track cho quý vị nha. Đây. Cái này là bên dưới của nó để nằm xuống, có trầy đây. Có trái phải nha quý vị. DDS670EX 8 ohm. Đây con tem của nó đây nè. Và bên góc đây thì nó có hai cái có cái cần gạt nè quý vị. Cái cần gạt này thì quý vị gạt về cái chữ này, chữ tiếng Nhật, bên ba chữ này là quý vị tăng cái âm trầm. Còn bên bốn chữ này quý vị gạt của bên phải này là chúng ta làm cho cái tiếng ca nó được sáng hơn đó quý vị. Đây là cái gạt này nha. Loa này là loa bên L, loa trái. Rồi quay cái thùng bên đây cho quý vị nha. Bị mở một cái lưới thôi nha. Sao nó gặp liền nhỉ? Thùng nè quý vị. Hai cặp đều cùng model hết nha. DDS670EX hết. Đây. L, hai cái R nha quý vị. Và mức giá mình bán là 6 triệu đồng cho một đôi loa vừa karaoke vừa nghe nhạc đến từ thương hiệu Đam. Nói chung là mình vẫn còn rất là đẹp đó quý vị. Mức giá chỉ 6 triệu thôi. Còn bây giờ thì Bi sẽ thử, Bi sẽ test cho quý vị nghe nha. Quý vị nào được trước mà dặn Bi loa Đam thì bây giờ Bi có về đây thì quý vị alo cho mình qua số điện thoại 0907 386 304 nha quý vị. Và mình vẫn bán USB vỗ cứng chất nhạc sẵn nha. USB với dung lượng 128GB mình bán 800 ngàn nha quý vị. Còn ổ cứng 1000GB Bi bán 2 triệu đồng nha. Đây, cái này là cái USB. USB là 128GB nè quý vị, đi lấy cái USB ra rồi. Nhạc chép cái sẵn vào đây nha quý vị. Đây là cái ổ cứng. USB thì 800, ổ cứng thì 2 triệu. Ổ cứng thì nhạc nó nhiều hơn USB thôi, đầy đủ hơn. Rồi và quý vị nào đang xem kênh của mình thì quý vị nhớ nhấn cho Bi một nút đăng cái đăng ký và nhấn vào cái chuông để quý vị khỏi bị bỏ lỡ những video mà mình up lên nha quý vị. Take my heart.
sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh bơ về bên em, ngôi sao như xuống thơm cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà chưa hơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thơm cho ta gần nhau. Chưa với nỗi nhớ, ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà chưa với nỗi nhớ. Oh.